Hello anh em nha, em mới mua lại của em gái xe Spark 2009 anh chị. Máy số gầm em sơn si đẹp, giá tiền rẻ anh chị. Sơn si mới tinh. Có chỗ này bị chóc sơn em sẽ làm lại cho anh chị mình ha. Để xíu nè, để chút xíu dặn làm sơn lại. Anh em thấy nội thất đẹp không? À, rất là mới à. Em bán cho anh em mình với số tiền là 92 triệu thôi. Giá bao rẻ luôn anh chị ha. Túp lô túp ly rất là đẹp. Dòng dòng này thì keo chỉ nó không được đẹp đâu anh chị. Dòng mấy dòng này dịch vụ taxi dọn lại mà máy cũng ngon anh chị nha. Máy êm lắm. Về nội thất còn đẹp, túp lô túp ly ok. Xe rất là sạch sẽ, xe thì ngay chủ anh chị ha. Còn một thằng ủy quyền, anh em nào mua ủy quyền ha. Mua thì ký, mua bán thì ký. Mua ủy quyền thì ủy quyền. Muốn sao cũng được anh chị nha. Chỉ số 70 Tây Ninh, số đẹp ha anh chị ha. 30798, số dễ nhớ. 5 lớp vỏ ngon lành. Giá quá hợp lý anh chị ha, máy êm lắm. Để em đi sơn lại, xong rồi em sẽ quay chi tiết cho anh em mình xem ha. Lóc kính như vậy ta. Kính này bấm được là sửa kính này luôn nha. Sửa kính này cho anh chị luôn ha. Kính bấm được. Kêu bấm được. Có máy lạnh đây còn đầy đủ không? Làm theo luôn. Dạ. Ngon. Ok ha. Đăng kiểm còn tới đăng kiểm tới 13 tháng 5 anh chị ha. Rồi anh chị nào ưng cái mẫu này thì liên hệ cho em. Bên em thì còn nhiều xe lắm. Mới về thì xe cấp giá rẻ này phù hợp với túi tiền của anh em bà con. Thì bà con nào muốn sử dụng dòng này thì liên hệ cho em ha. Nhìn xe còn sạch sẽ anh chị ha. Giá 92 triệu quá hợp lý. Rồi cảm ơn anh em mình nhiều nha.